Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bước vào tháng cô hồn, không ít thì nhiều, mỗi người đều lâm vào tình trạng đen đủi, làm việc gì cũng không thông. Lý do cho việc này là bởi tháng cô hồn là tháng mở cửa quỷ môn quan, âm khí tràn về trần gian, mang theo tất cả những ảnh hưởng tiêu cực tà ma đến cho con người. Tuy nhiên, theo tử vi học, trong số 12 con giáp, trong tháng này sẽ có những con giáp ít phải chịu nguồn năng lượng tiêu cực do được một số sao tốt chiếu mệnh. Ngược lại, cũng có những con giáp không được tốt số, lại nhằm chúng vào sao xấu như thái tuế chiếu mệnh, khiến cho hạn chồng hạn, đen đuổi đủ đường, không cách nào thoát được. Quý vị chắc hẳn sẽ thắc mắc đó là những con giáp nào và liệu mình có nằm trong số những con giáp bị sao quả tạ chiếu tới hay không? Vậy thì hãy cùng với kênh Phong thủy May mắn đi tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là tuổi Dần. Một số dự đoán cho rằng tháng cô hồn những người tuổi Dần sẽ vượng về kinh tế. Tuy nhiên, người tuổi này vẫn đứng đầu trong top con giáp sẽ gặp xui xẻo trong tháng bảy âm. Nguyên nhân bởi sự thành công và tiền tài có đến, nhưng tiểu nhân xung quanh nhòm ngó, trực chờ cản đường cũng nhiều. Trong công việc, người tuổi Dần cần hết sức tỉnh táo và đề phòng, không nên chủ quan cho rằng bạn bè, đồng nghiệp lâu năm sẽ là người đáng để tin tưởng. Bạn nên nhớ, kẻ thù thường xuất hiện vào những lúc ta thiếu đề phòng nhất. Tháng này, tiền bạc của tuổi Dần bị hao hụt, có dấu hiệu phá tài khi việc kinh doanh, đầu tư vẫn thu về lợi nhuận nhưng lại chẳng thể giữ được tiền trong tay. Hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra khiến cho tuổi Dần hao tổn hết tiền của kiếm được vào tay người khác. Các cặp vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn chính vì chuyện tiền bạc. Kinh tế gia đình kém vững vàng khiến cho tình cảm đôi bên phải đối mặt với nhiều thử thách. Cuộc sống gia đình căng thẳng sẽ xảy ra rạn nứt nếu không tìm cách hóa giải nhanh chóng. Trong tháng cô hồn, bản mệnh của người tuổi Dần cũng không được thực sự tốt. Vận thị phi khiến cho bạn có xu hướng dễ nóng tính, nói những lời tuy chân thành nhưng dễ mất lòng, vô tình rước họa vào thân. Để hóa giải vận mệnh trong tháng này, tuổi Dần nên sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân. Vòng tay tam hợp quý nhân sẽ giúp tăng cường khí hộ thân cho bạn trong tháng cô hồn. Sự ngưng tụ khí đó còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang lại quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp hóa sát, cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi năm sinh còn gọi là minh hợp hay quý thần hợp khí là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh. Thứ hai là tuổi Mùi. Bước vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Mùi có thể sẽ gặp tiểu nhân cản đường, làm hỏng chuyện làm ăn, công việc kinh doanh không suôn sẻ. Do đó, đây là giai đoạn tuổi Mùi nên cân nhắc chuyện đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đừng vội nghe những lời mời chào hay ho mà vội vàng đưa ra quyết định. Tiền bạc hao hụt có thể khiến mâu thuẫn gia đình tăng cao. Lúc này, tuổi Mùi hãy thật bình tĩnh để tìm ra phương án giải quyết tốt nhất cho những khó khăn trước mắt. Cũng giống như tuổi Dần, để hóa giải tháng cô hồn này, con giáp có thể đeo vòng tam hợp quý nhân. Vòng tay tam hợp quý nhân sẽ giúp tăng cường khí, hộ thân cho con giáp trong tháng cô hồn. Sự ngưng tụ khí còn đem lại may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và mang lại quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp hóa sát, cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi năm sinh còn gọi là minh hợp hay quý thần hợp khí là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh trong tháng này. Thứ ba là tuổi Sửu. Trong tháng cô hồn, Sửu là con giáp xui xẻo, vướng nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Bạn không nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, những dự án bản thân phụ trách cũng không có kết quả tốt. Không những vậy, bạn còn xảy ra nhiều xung đột với cấp trên và đồng nghiệp. Với cấp trên, bạn khá nóng tính nên thường xuyên cãi vã, thể hiện cái tôi quá cao. Đối với người đồng nghiệp, bạn thường nói mỉa mai nên họ không thích tính cách này của bạn.
tình hình sức khỏe sa sút khá nhiều, thời tiết nắng nóng, cộng thêm những áp lực căng thẳng trong cuộc sống khiến cho con giáp này sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Con giáp này nếu có tiền sử bệnh về đường tiêu hóa như đau dạ dày hay đau đại tràng thì có thể khoảng thời gian này sẽ bị tái phát bệnh cũ. Để hóa giải vận mệnh trong tháng này, tuổi Sửu nên mang theo bảo vật bình an phù bên người sẽ giúp bạn cân bằng âm dương, giải trừ khí xấu, xua đuổi tà ma, hóa sát kỵ tà, từ đó mang lại sức khỏe, bình an và may mắn cho bản mệnh. Tuổi Dậu. Thời gian trong tháng 7 âm lịch do gặp phải cục diện tuế phá nên công việc của con giáp này không như mong muốn. Làm việc gì cũng gặp khó khăn, sẽ thất bại khi khởi nghiệp. Những khó khăn trong công việc khiến tâm trạng của bạn ngày một xuống dốc, thậm chí còn rơi vào trạng thái stress cực nặng. Cũng vì công việc xuống dốc nên tài chính của con giáp này thời điểm cuối cùng cũng đi xuống không phanh. Nguồn thu giảm mà chi phí lại tăng lên rất nhiều nên cuộc sống trở nên khó khăn. Trong thời điểm này, nếu không cẩn thận mà quá tin lời người khác mà đầu tư vô độ, không suy nghĩ thì ắt sẽ thua lỗ nặng nề về tiền bạc, thậm chí vấp phải chuyện kiện tụng. Năm nay là năm phạm phá thái tuế của tuổi Dậu, cho nên để hóa giải thì bản mệnh nên sử dụng kim bài thái tuế để nghênh thái tuế, hóa giải vận hạn tuổi. Hoặc con giáp có thể sử dụng vật phẩm minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Ngoài ra, minh quang pháp bảo cũng là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Tuổi Tỵ. Trong tháng 7 âm, tử vi dự báo sự nghiệp và tài chính của người tuổi Tỵ không có nhiều biến động. Tuy nhiên, thứ khiến bạn bị ảnh hưởng lại chính là chuyện tình cảm. Sự rối loạn của tháng cô hồn khiến tình yêu và hôn nhân của người sinh năm Tỵ có xu hướng xảy ra bất đồng và mâu thuẫn. Thậm chí, nếu không biết kiềm chế cái tôi, hai người có thể nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc chia tay. Công việc ẩn chứa nhiều biến động mà bản mệnh khó bề có thể tưởng tượng ra hết. Bạn hay thù, chỉ cách nhau bằng một đường ranh giới rất nhỏ, đôi bên có thể từ bạn bè thân thiết trở nên xa mặt cách lòng, thậm chí tuyệt giao hay trở mặt thành thù lúc nào không hay. Tiền bạc không đến mức quá tệ, lúc dồi dào nhưng cũng có lúc hao tài rất nhanh. Bản mệnh cần học cách nhìn người, đánh giá chi tiết vấn đề. Đặc biệt, lưu ý khi đầu tư tiền bạc, tránh để kẻ xấu buông lời ngon ngọt lừa gạt chuyện tiền nong trong túi của mình. Đường tình duyên của con giáp này không được như ý muốn. Các cặp đôi có thể sẽ cảm thấy xa cách khi suy nghĩ, tư tưởng không đồng nhất. Đôi bên không đủ yêu thương để bao dung và tha thứ cho nhau. Vợ chồng tuổi Tỵ mệt mỏi vì công việc và cuộc sống nên dễ nảy sinh tranh cãi với nhau. Tuổi Tỵ thậm chí còn nghĩ đến chuyện ngoại tình. Để giúp tuổi Tỵ có thể hóa giải trong chuyện tình cảm thì con giáp nên sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân. Vòng tay tam hợp quý nhân sẽ giúp tăng cường khí hộ thân cho bạn trong tháng cô hồn. Sự ngưng tụ khí đó còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong chuyện tình cảm và sự nghiệp, đồng thời mang lại quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí đã thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, xúc, hóa sát, cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi năm sinh, còn gọi là minh hợp hay quý thần hợp khí là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ trong tháng 7 âm lịch, tháng ma quỷ sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Bản mệnh hung vận khá lớn, công việc vì thế mà khó đạt được mục tiêu đã đề ra. Thay vì thành công thì những thất bại liên tiếp xảy ra, khiến cho tinh thần của con giáp này càng thêm sa sút. Tiền bạc vào nhà như gió vào nhà trống, tuổi Ngọ kiếm được không ít nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. Ngoài ra, trong tháng còn có nhiều khoản bất ngờ phát sinh nên con giáp này không cẩn thận cân đối chi tiêu thì rất có thể sẽ phải mượn tứ tung, nợ nần chồng chất. Trong chuyện tình cảm, tuổi Ngọ thiếu sự quan tâm, chăm sóc với đối phương, chỉ biết nhận chứ không nghĩ đến chuyện cho nên tình cảm dần ra càng ngày càng phai nhạt. Đối phương cảm thấy tổn thương khi những yêu thương gửi trao đi không được đáp lại như ý muốn. Tuổi Ngọ trong năm nay phạm xung thái tuế khiến vận trình sa sút nghiêm trọng, hung tinh vây hãm, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Đặc biệt, trong tháng 7 của hồn này, vận trình của con giáp
ngày càng có nhiều hiểm họa. Để hóa giải tháng này cũng như những tháng sau thì con giáp nên mang bên mình kim bài thái tuế để nghênh thái tuế hóa giải vận tuổi, mang đến nhiều vận may, tài lộc và thuận lợi trên con đường sự nghiệp, đồng thời hóa giải chuyện tình cảm của bản mệnh. Quý vị thân mến, hy vọng thông qua chương trình này, quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích về những con giáp siêu đen đủi trong ngày rằm tháng 7. Nếu quý vị và các bạn là một trong những con giáp gặp hạn trong năm 2020, hãy để lại comment về bản thân dưới phần bình luận để nhận được cách hóa giải từ các trợ lý của thầy Gia Cát. Quý vị và các bạn cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.